Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại mình đang ở địa chỉ là 21 Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Đến đây là video chia sẻ cho bạn xem về bánh xèo miền Tây, bánh xèo của gia đình nhà anh. Hello cô Hát. Rồi, bánh xèo quá trời luôn. Đây, mấy cái ngon? Hai cái. Hello chị Hai. Hello. Hello, đẹp. Chị chào con, mà cô chú trong nhà mình nữa chào con nha. Chị chào con, mà cô chú trong nhà mình nữa chào con. Hồi sáng giờ mà chỉ có 2 cây thôi á hả? Đúng rồi. Mà sao không làm nhiều nhiều, làm có 2 cây à? Nữa hả? Có lọc lá nữa hả? Lăn bột đồ. Món này kêu là món gì? Phô mai que. Phô mai que giống đùi gà quá vậy? Ai làm? Công sức làm hết luôn. Con mua bột chiên, bột sủi. Ai nghiên cứu ra món này? Mấy cái luôn chị? Con nghiên cứu. Ông nội kìa. Đâu? Vậy là mới chiên xong luôn hả? Chú Việt thử ơi. Rồi vô, hai chú cháu mình vô ăn ngon không? Trời ơi, giữ qua ta, phô mai que. Đừng có nhăn mặt, nhăn nhặt mê mốt là tốn tiền á, kéo da mặt đó. Thử chú gì thử coi. Có dài dài vậy hả? Nó giãn giãn vậy hả? Ngon nha. Lần đầu tiên ăn luôn á. Ở ngoài là bột chiên dầu, ở trong là phô mai. Ngon. Nhưng mà chấm cái này ngon nè. Tương cà, tương ớt nè. Ủa xong chiên nhiều nhiều, chiên có 2 cây cho chú Diện 1 cây rồi. Rồi. Ăn rồi ha, ok ha. Còn mấy cái còn lại phèo quá. Phèo hết hả? Ngon. Thấm gì? Ngon. Ngon quá mà cô chú ơi. Ok. Thank you. Có đó của cô ba. Có đó kèm. Ngon dữ rồi ta. Chú Diện coi, bao nhiêu? Chú Diện đi, chú Diện nói. Nói có gì chú Diện nhắn cho cô ba. Anh nhắn cho bà nội. Thấy giờ cách đông không con? Là gai 5 gram. ngon. Không biết lần sau làm có được giống vậy không nha, không biết nha, nhưng mà lần này ăn ngon lắm á. 10 điểm. Chị ăn cảm giác như thế nào? Rất là ngon. Tiền nào của nãy nha, tốn bao nhiêu tiền rồi? Sáng giờ tốn bao nhiêu kinh phí để làm cái bánh đó rồi? Hai cái là 20 ngàn. Bậy, hồi sáng giờ mấy cái rồi? Ủa là sao? Là đi mua á hả? Đúng rồi. Ảnh thần ơi. Chú gì tưởng đâu chị Hai nay giỏi làm được cái gì? Bánh bánh gì quên rồi, phô mai kéo sợi hả? Dạ, hay bánh hot dog. Là chú gì tưởng thiệt không? Tưởng nay cháu mình giỏi dữ, đang nghiên cứu tới cái bánh này luôn à. Ai dè. Ê, kìa con chú Diện nhờ xíu con quay cái máy phê, máy hiên ra chút xíu đi chú kìa. Nó hơi bị chá rồi. Máy chứ, cái máy chú Diện cầu bắp rồi. Quay ra ngoài chút xíu rồi. Cho nó che. Nó bị chá nè. Thêm miếng nữa thôi. Miếng nữa cũng được. Rồi ok, thank you Vinamilk. Ngon. Ngon lắm, ra lấy xách cái cây ra đây luôn. Tổng cộng mua bao nhiêu cây? Mua có 2 cây à hả? Ăn rồi hả? Tưởng nào ấy chú Diện đi mua cho ăn. À mà bây giờ ăn nữa không? Chú Diện còn 5 ngàn nè. Nó chơi ăn nữa không? Chú Diện đi mua. Bây giờ con muốn ăn mấy cây? Một mình con ăn mấy cây?
10 cây hả? Tiền đâu trả tiền, tiền đâu trả dữ vậy? Qua bển mua 6 cây đi, đứa 2 cây. Chú gì trả tiền nha. Cảm ơn chú Vệ. Hả? Vậy chú cháu mình ngượng cây. Chia. Ngon 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 mà. Chết rồi, còn có 20 ngàn mà sao mua 6 cây ta? Lấy 5 cây đi con. Mới xin cô Bí được tiền đổ xăng. Nè con. Một khách luôn. Một cái bánh cho chú luôn. Vô lấy bánh cho chú trước đi. Tới con chuyện luôn. Hả? Thôi chú về ăn một cây à. Lấy quay ngày mai là 15 gầm mà ha. Nhanh thật là nhanh luôn. Thời gian gì cái bài con hát cái bài gì thời gian trôi đi nhanh quá gì sống gì đó vô tư gì đó quên à. Khách luôn thẳng vô trong luôn anh trai ơi, bốn khách luôn. Mấy em nhỏ đâu rồi, chịu tập đi về. Bên kia còn chiên lâu lắm, còn vô lo khách đi. Bánh xèo đi. Ê, chú gì tưởng thiệt không à, mừng muốn chết luôn, hỏi còn không xin nữa chứ. Nhưng mà cái đó ăn với tương cà tương ớt vô ngon chú bộ. Bốn cái từ từ con. Bánh xèo đây. Ủa coi ra khách mới vô nha con. Bốn khách với cái chú bên này nè. Chú bên này mới vô trước rồi xong rồi thêm bốn chú vô sau đó là năm đó. Bánh xèo đây. Bánh xèo. Thấy chưa, chú Việt nói mà. Kiếm việc làm là sao? Áo này của chú đi chặt thái cho chú Việt á. Mặt mát lắm. Chú đi chặt thái nói áo này là cả Việt Nam chưa có luôn. Không đụng hàng luôn. Ừ, áo này nè. Mặt đã lắm, mát lắm. Ê, đừng đụng áo xịn á. Đụng vô đít tay đó ông ơi, ông ơi. Mà không chú Việt đổ chứ con. Chú Việt nói chơi. Đúng rồi. Đợi không, đợi áo không? Dạ. Con mà mặc áo chú Việt là con khỏi mặc quần luôn á kiệt. Tại áo chú Việt dài tới đầu gối con luôn á. Rồi vô trong bánh xèo luôn anh ơi. Dạ. Hai khách luôn Điệu ơi. Đi chung á. À, thì đi chung với bốn chú mới vô đó. Nhưng mà sẽ ngồi bàn riêng. Nên con vào hỏi chú ơi, chú có dùng bánh thêm không? Chú dùng mấy cái? Kẹt bánh tiêu vào trong lên. Tại vì cho bốn chú vô bốn cái rồi hai chú vô sau là sẽ order thêm. Vô order lẹ lên. Bánh xèo. Giờ này là 5 giờ 7 phút rồi. Hiện tại bên trong là tí sủ dần mèo thình tị ngọ mùi thân dậu tức thời có lẽ là 9 khách. Nói chung nhiều lúc nói chuyện chơi chơi sàm sàm ông bà cô chú đừng có la em nha. Tại nhiều lúc khách vắng quá rồi cũng không có gì để nói. Tăng dốc chú cháu chơi. Xong rồi tới công chuyện luôn. Chú Việt biết mà, chú Việt giả bộ đó. Ẩm em con, ẩm em vô trong con. Con báo nữa, beo. Đó là beo con, còn beo mẹ đang dẫn xe. Trời ơi, té. Còn Ken nào? Bye bye.
Bánh xèo. Kè bánh kè bánh kè bánh kè. Quá đã luôn ơi, được tặng nước nữa. Có nước mắm nè. Kè mang bánh vô cho chú rồi phải không? Có bánh nè Út Điệu ơi. Ý con trả tiền chưa, kêu cô thối tiền để quên kìa. Trả tiền rồi đúng không? Kẹt bánh tiêu. Ồ ồ ồ. Sao bo là gì ta? À, con cho người ta luôn á hả? Sao con chơi sang dữ kìa. Hả? Bánh xèo luôn. Này này, khách nè. Bánh xèo luôn chị ơi. À, cái bánh mình này là con đổ chưa cho chú chị không thấy bột nó nổi lên ta? Thật ra cái đó bo là bo cho con. No bo. No bo, no bo, no bo đi. Rồi ăn đi. Đúng rồi, con chế cái dĩa nãy, cái dĩa kia lấy dĩa mới, lấy dĩa hồi nãy luôn. Dạ mấy cái anh. Thêm hai cái bánh luôn, hai cái bánh cho chú luôn. Dạ mang vô liền. Bánh gì? Bánh thường, bánh thường. Đúng rồi, chưa đổ bột. Chắc luôn. Ê đừng kéo vô, chú Việt mới kêu kìa, kéo ra cho chú Việt đó. Được rồi. Tại chú Việt này cái máy chú Việt cù bắp quá. Chưa luôn. Ủa trời, chú Việt chinh lão nha, chú Việt chết nhầm con rồi. Tới công chuyện luôn. Không phải, thường thường nó lên cái dành, bữa nay không thấy trên dành. Bánh xèo đây. Nãy Út Điệu nói chú Việt ra mấy đứa đang chế được món mới rồi. Thôi để trên bàn đi con. Thôi con để vô trong cũng được. Rồi tranh thủ đi ăn đi, ăn hồi có khách vô là bắt đầu mình chuẩn bị, mình tập trung mình chạy nha. Không, mới đầu chú Việt tương tưởng thiệt, tại chú Việt thấy con hay tìm tòi làm món này món kia á. Chú Việt, cũng làm chú gạo gì đúng không? Ngon, chú gạo ngon. Để được ăn. Thôi, rồi mời mấy đứa nha. Dạ. Trời ơi, quá đã luôn bà cô chú ơi. Ngon lành cành đào luôn. Rồi mấy đứa ăn đi, tranh thủ mình ăn đi, hồi có khách đó. Có đây làm. Ừ. Mai cho chú Việt đem về quý thú nữ. Làm gì? Ngon. Cửa gạo của con làm ngon. Ngon nhưng mà ngày mai chú Việt tới con cho chú Việt. Có nữa hả? À. Bữa Út Điệu mang cho chú Việt ly rồi, ngon lắm. Uống nó thơm. Ừ. Không có khác đâu. Ờ nó thơm mùi với ham. Nhưng mà không có mặn. Bữa nó ngon lắm, thơm lắm. Thank you.
gì nữa. Ngon. Ngon lắm luôn á. À, tại chú Việt đang đúng rồi, đang đói bụng. Thôi uống đi con. Sao con? Chú Việt ăn cơm rồi mà ăn hồi sáng á. Hồi chưa? Trời có luôn hả? Anh này đâu ra vậy? Hồi nãy ok, thanh kiều. Quá đã. Thôi cô tặng 4 ly luôn hả? Ủa? Tặng 4 ly luôn hả? Thôi cô chơi sang dưới ta ha. Đâu, cô bố chỉ mua một cái này thôi nè. Chứ mùa ngày cô tặng luôn ly giúp tụi. Ba cái nghe bánh tè ốc điệu ơi. Chú gì đâu thấy đâu. Bánh xèo đi. Khách ơi. Sao vậy, ngon quá bị trọng thương luôn à. Không mà cái này con phải chấm vô cái đó ăn mới ngon. Bánh xèo đi. Giờ này khách vô mua 5 cái, 10 cái mang về rồi. Như hôm qua rồi. Sao không? Dính cái miệng cờ. Vậy mà ốc đèo nãy nói ông nội đi Canada nữa. Mới gặp ông nội đi ngang. Canada dữ chưa? Canada. Giờ đang lửa liêu riêu thôi các bạn. Sao con? You are welcome. Oh, no problem. À, chú Việt biết được con từ rồi đó. Biết được từ nào mình nói từ đó. Mình cùng học mà. Tính tiền cho chú luôn nha con. Còn lắm các bạn ơi. Sao con? Chú Việt không nghe con nói gì hết á. Hôm qua mấy bữa nay chú Việt thiếu ngủ. mấy bữa nay thiếu ngủ nên tinh thần không có được minh mẫn lắm. Nó sao á hả? À, không có tập trung lắm, nó sao á. 2 ngày rồi. Không có ngủ chưa. Chú Việt đi quay xong chú Việt còn về làm phụ cô Bí nữa mà. Cô Bí có em, cô Bí đâu có đi giao hàng được. Cô Bí chỉ chốt đơn thôi. Bánh xèo. Ủa vậy là mai là bắt đầu mấy giờ là có bánh ra, có chính xác là 10:30 11 giờ phải không ta? Có đó không con? Gì? Sao mà 5 giờ chán vậy chiên được? Là ngày mai hả? Ăn lẹ lên con, hồi có khách vô mình làm không kịp. Lúc có khách là mình không nên ăn. Rồi ok. Ngày mai 3 giờ sáng bắt kiệt nè. Chí ốc đều thức dậy luôn.
Hết hồn chân trời ơi, xém xỉu luôn. Để chú Việt hỏi ông nội coi có cho con đi ngủ trước không. Có muốn đi ngủ trước không chú Việt, điện ông nội nha. Alo. Ok. Ăn lẹ lên đi con. Trên đường bây giờ đông quá trời mà khách đâu hết rồi. Nãy giờ chú Việt lại quay là chưa có khách mua mang về luôn đúng không? Có 7 khách vào à. Bánh xèo luôn cô ơi. Hết thẻ hả? Hồi chưa chú Việt nghe bà nội nói là bà có cô nào ủng hộ thêm 1 triệu đó được bao nhiêu bánh đó. À, xong rồi chú Việt nói vậy thì 30 cái thì là 15 phần. Thì sẽ có anh chị Long mình con kêu bằng cô, sẽ con kêu bằng bà, thêm 15 phần nữa. Hôm trước là 25 lon nước ngọt thì bây giờ thêm 15 nữa là 40. Bánh xèo đây. 100 phần nước mía, ly nước mía của nhóm Nhật Ánh ở San Jose. Và 40 lon nước ngọt của đã chú Việt nói trong video là anh chị Long ở bên Mỹ. À, tại bữa trước chốt là có 250 bánh đó nghe ông bà cô chú, nhưng mà nghe bà nội nói sơ sơ là có thêm cô nào gửi thêm 1 triệu để ủng hộ bánh xèo chay nên là sẽ tăng lên. Rồi là nước ngọt cũng sẽ tăng lên. Xong chưa? Mốt đừng có nhăn cái mới mốt có nếp nhăn á, cái mốt cái mình lớn lên cái nó có nếp nhăn như này là không có sửa được. Phải tốn tiền kéo da nhăn. Đây khách nè. Khách đây, khách ăn tại chỗ luôn. Hôm nay khách không có mua mang về rồi, ăn tại chỗ luôn. Vô trong luôn chị ơi, anh ơi. Bánh xèo đi. Sao con? Giống gì con? Chào anh đi vô trong rồi đó. Hello Ken. Tới công chuyện luôn. Hai khách mới vô con ơi. Hốt điệu ơi. Thôi kẹt vô rồi. Bên đó là báo con. Trời ơi, đây báo anh. Cho chú Việt một bịch đi. Trời ơi, cho luôn hả? Thiệt không? Cho bịch kia lấy chú Việt lấy bịch bự thôi. Cho bịch xe bông gọi đầu đi. Để tắm mà. Cảm ơn con nha, hai cái bánh đặc biệt. Đây nè. À, anh là chiên bánh xèo rất là ngon nha ông bà cô chú. Rồi mới khen cái sạc luôn. Mới mốt để cẩn thận con nhớ lấy cái dĩa con hứng là cho nó đẹp cái bánh. Hai bánh đặc biệt. Nhớ nha. Vậy là con báo rồi. báo à. Đó đi về trang điểm rồi, không có gì ra.
Tại sao? Sao nhận ra được? Thì khách luôn, khách luôn. Việc giả giọng rồi đi Thái Lan thay đổi thì làm sao mà biết được? Nhưng mà biết hả? Có thể nhìn cặp mắt ha, nhìn tướng đi ha, nghe giọng nói, giọng nói thay, dạ thay đổi, thay đổi được mà không ta? Chú Thiên nói con có nghe không? Kỳ vậy ta, dữ dằn thiệt. Chú Việt đang đẹp trai phong độ ngon lành cành đào vậy đó mà kêu chú Việt thay đổi. Cho mượn mớ tiền đi qua Thái Lan đi. Giám đốc tài chính là ai? Ứng vài ngàn đô đi Thái Lan gì nói tóc nè, làm mũi nè, xăm chân mày đâu. gọt càm với tim filter cho bớt nọng, bớt mập. Chứ gì đang mập mơ. Mặt phải là vừa like, dữ dằn chưa? Mũi là phải cao, mắt là phải chớp ha. Thì tắm trắng nữa. Quan trọng là phải tắm trắng mới được. Phan chào đi. Hai cái đặc biệt bên trong con nhớ nghe, để quên nha. Yes sir. Có phải bánh xèo ở đây không? Có phải bánh xèo mấy cái luôn ạ? Ba cái luôn đẹp ơi. Áp lực ghê luôn, lo lắng. Từ từ con, để gớt bánh nha, nóng đó. Bánh ngon quá trời ngon luôn. Bánh xèo đi. Ồ, hay đó ta. Ba cái bao nhiêu? Đúng rồi. Nhưng mà thôi bây giờ cho tới thứ hai là chú gì trả bản của trường lại nha. Con không học là không được. Không thể nào gọi là từ lắc đầu. Nói thẳng là không học là không được. Làm sao con tính tiền lộn rồi sao? Chú gì cũng sẽ trả bài chị hai luôn. Còn kẹt bánh treo nữa. Thì con thuộc nhưng mà nhiều lúc đó con thuộc mà hổng ngày không trả bài con quên thì sao? Nên mình phải hỏi lại coi có nhớ không? Chắc chưa? Sao con? Cổ con thứ hai của chương 8. Ngày mai là ngày trai đang tất bật nên thôi tạm đúng rồi, gián đoạn lại. Rồi chủ nhật thì cho mấy bạn nghỉ ngơi. Nhưng mà cũng đâu có chủ nhật khách đông mà. Cho nghỉ ngơi chủ nhật luôn, thứ hai bắt đầu trả bài lại. Khúc điệu của chương 8. Kẹt của chương 8 nhưng mà sẽ dò lại của chương 7 đó nha. Tại của chương 7 hôm trước là chưa có nhường nhịn lắm. Thổ là 95.000 chưa con? Con này, cô với con là bài chứ. Ồ. Hello bà nội. Hello ông nội, có ra rồi, đang có ra có bánh rồi. Chú Việt, cô gì mà cô giống tên á, cô kiểu là bánh. Rớt cước tiền. Rớt tiền. Chú Việt. Bao nhiêu bánh bà nội? 40 bánh là chú Việt bài gì nước ngọt ha. Rồi ok, có nghĩa là thêm 40 bánh nữa là tổng cộng 290 bánh. Mà 290 bánh thì bên kia đã có 100 ly nước mía rồi. Rồi bên này là còn thiếu 65 ly, 65 lon hả? Ủa 7. 45 mà. 45 lon nước ngọt. À, anh Chi Long sẽ tài trợ, anh Chi Long bên Mỹ sẽ tài trợ 45 lon nước ngọt. Cô giấu tên. Cô giấu tên. Ở nước ngoài hả? Ở đây bà nội. Sao chán chút Việt?
Ở nước ngoài mà chuyển qua được hả ta? Ở nước ngoài, ở đây nè nè, phải Mỹ, Mỹ Hạnh không? Không phải Mỹ Hạnh không. Kim Ngân. Không phải luôn. Quá trời luôn nè. Đây nè. Nè mà để tiền ở đó. À. Chắc ở Việt Nam quá. Nè mà sao mà giấu tên. Rồi rồi, thấy rồi. Nhắn tin nè. Rồi, ok. Sao cô không? Dạ dạ. Cho đọc tên đi mà cô đi. Dạ. À, hôm trước là khách luôn, bánh xèo luôn, mấy cái luôn chị. Hai cái mang về luôn Út Điệu ơi. Nước mắm không cay luôn. À, mà con mở hàng con không trả tiền rồi, khách đi vòng nội có trả tiền không? hai cái lần con. Ngon quá. Rồi, mấy cái luôn anh? Cho hai cái đi. Hai cái bác về luôn, nội ơi. Ủa bà nội ơi. Hai cái, có hai cái luôn. Bánh xèo. Đây, mấy anh xong rồi đi về nè. Hai cái bánh đặc biệt ở bên bên trong là có rồi hả con? Bà nội ơi, nép vào. Hai xe, hai chú tống ba luôn. Bánh xèo đây. Ngon, nãy giờ nhìn hấp dẫn lắm mà nội. Qua đổ đi. Áo mới nè. Hát bài áo mới Cà Mau luôn coi. Rồi xong. Sông đỏ, xuống mái kèo trong ống đó, đêm trắng kinh tới trời Cà Mau. Chiều trẻ đi Cà Mau rồi. Về Cà Mau là liền. Ở vậy hả? Chết rồi, chú Việt tầm vàng rồi, chú Việt tầm bậy rồi. Bánh xèo đi. Ba chảo luôn. Bánh xèo đây. Trời, nãy nó gà con bà nội. Nó còn mới chế món này ngon lắm chú Việt.
nó lấy nó cho con phô mai que hả, chấm tương ớt tương cà vô con ăn con khen ngon quá trời, tưởng nó làm mừng quá trời mừng. Ai ngờ không phải, nó đi mua. Ngon ngon ngon, giòn ngon chú Việt đảm bảo luôn, khét. Chú Việt giải bộ nói chuyện vậy đó cho nhìn cái bánh chú Việt biết liền. Bữa nay trời đẹp nè bà nói, nay trời đẹp. Đi có đi rồi có về không mà nội? Là chở khách đi xong rồi chở khách về luôn á hả? Giờ là 4:30 sáng về tới đây. À, là đi là 10 giờ tối 4:30 sáng về. Là khách. À, là khách cũng về theo mình luôn. À. Dạ. Quá đẹp luôn. Có bài hát này đẹp trời luôn. Có luôn hả? Hát chú gì nghe coi. Này chú gì chỉnh cái máy làm sao mà ra nó chói. Nó chói à. Tới công chuyện gì coi. Tới công chuyện à. Mấy giờ chú Việt đồ mua máy mới. Thôi đây kiếm ông giấy số đi ngang mua tờ. Trúng cái mình đi mua máy mới luôn. Xong cái mình ví dụ mà trúng quá có dư hết cái mình mấy chú cháu mình thuê ông nội đi một vòng Sài Gòn. À. Hỏi gì đi ăn bánh tráng trộn thôi. Ra hồ con rùa rồi ha. Ăn bánh tráng nướng rồi ha. Được được. Chưa có mua giấy số mà. Cái tên hả gì? Ngủ đi em, bậy. Dậy đi em, đừng ngủ dậy dưa bậy. Bậy. Ngủ với lại ngủ cái táo. Ngủ lại cái táo. Cái tự nhiên khó chứ ta. Nói được không? Rồi, con thua. Action. Mình trước khi đi ngủ ăn một bàn táo tao. Trời ơi. Chú Việt biết bài đó rồi. Chị biết hả? Biết chú Việt có nghe bài đó rồi. Trời ơi, bài đó của chú Di Mạnh. Quên. Bánh xèo đi. Sao đủ một tờ, sao đủ con. Ủa sao bữa nay bên xe nghỉ sớm vậy ta? Bữa nay nói gì có bài hát mà bây giờ mai xanh nắm bài không? Mấy bài gì lạ không ta? Không. Chú Việt không nghe bài đó luôn, chưa nghe luôn. Năm cái mang về luôn, đẹp ơi. Năm phần mà. Mấy cái anh? Năm cái. Mấy cái luôn anh chị ơi. Vô ăn vô trong nhà giùm em luôn. Trời ơi.
Trời ơi, chú Việt nãy chú Việt buồn ngủ thiệt, nhưng mà cái này có nghe rõ ràng. Khách mà kêu cái mừng quá trời mừng luôn mà. Năm cái mang về, một bịch ba, một bịch hai. Bà nội ơi, hai khách mới vô luôn. Rồi anh đợi xíu nha. 175 anh. Tính lại Út Điệu ra mà thôi. Để cho Út Điệu tập trung chuyên môn bên kia đi. Nam bá luôn. Quên, để chú Việt in cái bảng mà từ 1 bánh tới 15 bánh cho Út Điệu. Dán ở trước này nè. Ông bà cô chú comment nói là ghi từ 1 tới 5. Để khách có hỏi nhiều bánh Út Điệu nhìn vô đó tính cho nó nhanh. Mà quan trọng là không bị nhầm. Chú Việt dán lên cái tường nè. Thí dụ khách lại mua 7 bánh, cái con nhìn đó, khách mua 7 bánh là nhiêu tiền, cái con đọc cho ông bà cô chú nghe. Để dán cái bảng bên đó với dán ở trong. Bánh xèo đi, bánh xèo đi. Ồ, lên chảo thứ ba luôn. Hai cái mang về luôn. Mấy cái chú ơi? Ba cái nè. Mấy cái. Vậy mà không cố gắng được một cái ta ơi. Mấy cái luôn em ơi. Hai cái mang về luôn bà nội ơi, Út Điệu hay quá. Thua rồi. Ở trong hai cái đặc biệt luôn. Bánh xèo đi. Từ 1 tới 15 luôn, lỡ có khách kêu 12 cái rồi làm sao? Đúng không? Chú Việt dán ở đây nè. Dán ở đây nè. Rồi khách mua mấy cái còn nhìn vô. Làm bao nhiêu? 100 cái làm chi? Khách mua tầm mười mấy cái, 20 cái là ok rồi. Hôm qua con nói 100 cái nhiều con quên nè hả? Mấy cái luôn anh ơi. Hai cái luôn. Ê coi cái này coi ấy không nghe. Vậy đó mà kêu học bạc của chương không học nha. Không học bản của chương là chú Việt không chơi với con luôn. Ông bà cô chú chứ không chơi với con luôn. Ok chưa? Không biết. Thứ hai là phải thuộc bản của chương 8 và của chương 7. Của chương 7 đã thuộc rồi nhưng sẽ dò lại. No. No cái gì mà no? Có muốn đồ ăn ngon không? Dạ không. Nhớ nha. Muốn mặc đồ đẹp không? Chạy vô trọng lấy cái đồ lao mặc ra lẹ lên. Lẹ lên. Đúng không? Muốn đi xe đẹp không? Không hả? Rồi cho đi bộ đưa dép đây. Còn con phải học, con phải biết tính toán, sau này con còn làm ăn nữa, con tính tiền cho ông nội bà nội chứ. Không thuộc. Sao mà không thuộc được? Chỉ có lười biếng thôi chứ không thể nào không thuộc được. Đó, chú Việt điểm danh ở trên cái tivi luôn rồi nè. Tới công viện rồi.
hả? Dạ 70 ạ. Nó chờ chứ thứ hai là của chương 8 nha. À, của chương 7 chú Việt dò lại. Còn chị hai là chú Việt là bất kỳ. Không được. Của chương 8. Của chương 7 thì dò lại đi chú Việt hỏi. Mà từ 2 tới 8 tới 8 luôn. Tại sao? Tại vì con đọc cuối chương 5 á là nó chưa qua hết 7. Trời. Không có được. Con phải học xong rồi tối con về con dò lại rồi con học tới học lui. Cái này là bản của chương nó theo con tới khi tới hết cái cuộc đời này luôn á. Nhớ nghe, thứ hai. Mình hẹn gặp nhau bữa thứ hai. Rồi, cho lấy tiền chú trả tiền rồi con. Rồi. Cái này không có đóng dây buồn được phải không? Cái này là bắt buộc rồi. Không có giả bộ tâm trạng gì được chứ. Bắt buộc rồi. Đang diễn đó mà nội, đang diễn. Không quan tâm. Thứ hai trả bài. Thứ hai trả bài không được cái ông bà của chú la tiếp. Bánh xèo đây. Ông đẹp ba gói bánh về nè con ơi. Sao ổn không? Ok không sao. Bánh xèo đi. Hai cái đặc biệt là bên này phải không con? Hai không con nhìn đây nè, bên này nè. Đúng rồi. Hai cái bên này nè ông điệu. Hai cái này là hai cái thường. Chưa có rau luôn. Dữ dằn luôn. Lên một lượt ba chảo luôn. Thôi lên một lượt ba chảo đi hả, đóng nắp luôn cho đẹp luôn nè. Giống cây lúa quá vậy. Chú gì chụp rồi? Chụp lại luôn hả? Ok. Ba cái lên một lượt nhìn cái mạo đẹp ghê luôn á. Xong. Bánh xèo. bèo béo luôn chứ đâu có ú đâu. Cái bụng vậy. Mấy cái luôn chị ơi, em ơi. Ăn cái này em mang về. Mang về ok, khách luôn con ơi. Hỏi cô mấy cái luôn nè. Hai cái luôn. Ba cái luôn, cho bịch ra ba luôn. Ba cái.
Ngon quá, thơm quá. Đố con Pepsi hay Coca? Chính xác. Cái này ngon quá trời luôn. À, là nhìn từ xa là phát hiện rồi vậy. Đúng rồi, phải như vậy cái bánh nó mới đẹp nè. Nhìn vô nó bắt mắt, nó hấp dẫn, nhìn mới thèm. Ăn xong một cái bà con có thể ăn thêm một cái thứ hai. Ngon quá trời luôn ta ơi. Ông bà cô chú thông cảm, hôm nay sao nó bị cháo quá trời. Lại cận cảnh nó mới, cái bánh xèo nó mới đúng thực tế của nó là rất là đẹp, rất là giòn luôn. Đây. Đó. Nhìn nó không có chính xác đâu, cái bánh nó không rõ ràng á. Để chú về kiếm ông vé số đi ngang. Vé số đi. Lật bên đây lại. Cái này là cái đầu tiên của cái thứ ba mà. Cái thứ hai hả? Vàng nghe luôn các bạn. Bánh xèo. Cơm hôm nay đều, không to cũng không nhỏ. Qua coi bánh Úc Điệu ơi, cất điện thoại vô. Trong giờ làm việc không sử dụng điện thoại nhiều. Đưa điện thoại đi chú Việt tịch thu mang về nhà, xung vào công quỹ. Chú Việt quay vô camera là tới công chuyện đó nghe. Đừng có cực cừ. Từ từ con, từ từ để nó gớt. Sao con? Ngon mà, cái này ngon mà. Đó nè. Phải quay sát vô nhìn nó mới cận cảnh được. À. Cái này cũng ngon đó nè. Cái gì con? Xe buýt đó cô. Ra vô đều có luôn đó cô. Con cũng không rành nữa. Nè. Rồi, hên quá, đáng lẽ là nó không ướt, tại vì đứng ngay chân cái vạch mới được. Rồi, ok cô. Xe buýt là phải đứng ngay cái vạch đó, xe buýt mới ướt, đứng sai vạch là không ướt, nhưng mà anh tài xế này anh cũng cố gắng.
bánh xèo đây. Lao lẹ lên đi con, lấy cái xô hứng nè. Bày là giỏi, bày. Đúng rồi, rồi lao chùa vô. Trời ơi trời. Ê, đừng có đi ra lộ, xích vô con. Gì? Kiệt là phải màu xanh, sau này lớn lên sẽ màu đỏ. Đừng màu tím. Quỷ sứ à. Thật là tào lao với lao dễ sợ luôn. Hồi nãy là mình nói chơi. Nè nó cận như vậy là mới thấy rõ cái bánh xèo chính xác luôn nè. Còn để xa quá cái nó bị chá lên. Cái này ok chưa con? Sao con? Có nghĩa là chú gì chỉnh lại á. Thổ tiền rồi con ơi. Ngon. Mấy cái luôn chị ơi, hai cái mang về. Út Điệu Kiệt đi ra lẹ lên, nhanh chân nhanh tay lên nào. Hai cái con. Rồi hai cái này vô luôn là đủ. Con xích vô coi cho chúng chú chúng con kìa. Strawberry. Chú Việt biết á, nhưng mà chú Việt sợ chú Việt phát âm sai thôi. Gì? Nữa hả? Blueberry là cái trái blueberry á. Blueberry nó giống như Việt Quốc mà nó không phải. Tại cái vị Việt Quốc với cái vị blueberry nó khác nhau nha. Nó không phải là một đâu. Tại chú Việt có bán nước chú Việt biết. Trái blueberry nó màu đen, sậm đen sậm luôn. Trái Việt Quốc nó màu đỏ. Ủa? Việt Quốc nó màu xanh hả? Không. Tao coi lại, nhớ lại coi. Không. Việt Quốc màu đỏ. Để chú Việt lên Google coi lại coi. Không, chú Việt nhớ vậy mà. Còn cái trái blueberry đó là nó màu đen đó, nó xanh xanh, nó đen đó. Để chú Việt coi lại coi. Đúng rồi. Nè. Là cái nói xanh xanh đó là con đang nói blueberry đó. Nhìn nó ngoài màu đen nhưng mà nó xanh. Còn Việt Quốc là nó màu đỏ. Nó nà ná giống như trái dâu tằm mình vậy đó. Hiểu không? Ừ.
ba. Ba đâu kia? Thôi, hai khách luôn, ăn đây mang về luôn em ơi. Rồi, khách luôn. Chị Hai vô trong chiên Út Điệu đứng dậy nè, khách vào để cho chị Hai chiên nè, con tiếp khách nè. Khi khách tới là mình phải nhóm đích dậy, mình đứng dậy liền. Đi đâu vậy? Khách bên này. Bên này. Ủa à, lấy tiền nước mía. Tụi nào kêu khách vô nhà. Chạy qua đó chứ. Tới không chị thiệt. Cái giá trên menu đó là nó thay đổi rồi nghe chị. À, 30 nó lên 35 á. Là từ ngày 1 tháng 4 á. Dạ, cái đó giá cũ rồi. Mình giá bình thường là 35k một cái đó chị. Rồi lấy 3 cái cho cô luôn con. Có một loại à? Nếu mà muốn ba loại là ví dụ như tôm riêng, thịt riêng, rồi tôm thịt đó là ra ba loại. Một cái tôm, một cái thịt, một cái tôm thịt. Ok. Đúng mà, đúng không? Còn nếu mà một loại là tôm thịt chung. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ like để kênh ủng hộ cho mình. Bye bye các bạn. Bye bye.